Xin chào quý vị trở lại chương trình trực diện TV Mạng xã hội đang rất là xôn xao bàn tán về một cái vụ án gọi là vận chuyển ma túy rất là nghiêm trọng và cái vụ việc này được sự quan tâm rất là lớn không chỉ là những người ở trong nước mà ngay cả cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài cũng đã rất là theo dõi về cái vụ án này bởi vì những người mà tình nghi là tội phạm trong cái vụ việc này là những người trẻ những cái người có cái công ăn việc làm ổn định và là nhân viên của một hãng hàng không rất là uy tín của Việt Nam đó là hãng hàng không quốc gia Việt Nam là Vietnam Airlines và bốn cái người phụ nữ trẻ tuổi gọi là nữ tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines và phục vụ trên một chuyến bay gọi là VN10 của Vietnam Airlines để mà đưa khách từ ở bên Pháp về phi trường Việt Nam phi trường Tân Sơn Nhất thì lại là những người là vận chuyển ma túy và vận chuyển với cái số lượng rất là lớn, lên tới hơn 11 kg. Thì đây là một cái vụ việc có thể nói rằng vận chuyển hàng không mà rất là đáng chú ý mà do thực hiện bởi những cái nhân viên, nhân viên mà có những cái công ăn việc làm rất là ổn định. Thì trong những năm vừa qua chúng ta thấy rằng ở Việt Nam đó đã có nhiều cái vụ án về ma túy được phát hiện và đem ra xét xử trong đó có rất nhiều các bị cáo phải nhận những cái mức án rất là cao những cái bị cáo những cái mức án lên tới trung thân tới tử hình trong đó thì nó không có loại trừ là thành phần nào cả kể cả người già có kể cả những người trẻ có kể cả phụ nữ có mà thậm chí có cả phụ nữ mang thai và có cả người nước ngoài nữa và cái bức án thì đối với Việt Nam đó trong luật hình sự của Việt Nam thì liên quan tới ma túy là xử phạt rất là nặng chỉ cần một trên 100 gram thôi mà ma túy đó thì chắc chắn là có thể lên tới cái khung gọi là trung thân tử hình nhưng mà xử phạt rất là nặng có nhiều cái vụ án mà chúng ta thấy rằng nhiều khi 10 bị cáo mười mấy bị cáo thì tất cả đều nhận những cái bán trung thân tử hình thôi. nhưng mà sao mà người ta cái tính chất răng đe rất là cao như vậy nhưng mà những cái vụ việc vẫn cứ bị phát hiện và gần như các cái tội phạm nó không sợ thế mới đúng hơn nữa thì vẫn cứ liều lĩnh, nó vẫn cứ um, đánh đu với cái sự rủi ro và nó sẵn sàng nó lao vào và nó sử dụng rất là nhiều các biện pháp khác nhau, nó sử dụng rất là nhiều các thủ đoạn và chúng ta biết rằng không chỉ là ở Việt Nam không mà những nước trong khu vực Đông Nam Á cũng có những hình phạt vô cùng nặng nề, vô cùng khắc khe về các tội phạm ma túy. Bởi vì um, khu vực Đông Nam Á và ngay cả thị trường của Việt Nam Cũng là một cái nơi, một cái điểm đến rất là thu hút của những cái tội phạm quốc tế Những cái tội phạm buôn bán xuyên lục địa, buôn bán xuyên quốc gia và những cái bọn mafia Bởi vì um, họ biết rằng đây là những cái nơi trung chuyển rất là tốt để mà chuyển hàng sang những cái nơi khác Chúng ta đã từng chứng kiến rằng những cái nơi như là Malaysia, như là Indonesia hay là ngay cả như là À, Singapore chẳng hạn, người ta đã có những cái bản án xử phạt rất là nặng nề. Trong khi đó, nếu so với những cái bản án liên quan đến ma túy ở, ở Mỹ chẳng hạn, hay là ở Úc, ở New Zealand, thì dĩ nhiên người ta ít có xử tới cái mức án tử hình trung thân. Nhưng mà ở Việt Nam làm cái tội này rất là nặng. Thì vừa qua chúng ta thấy là ngầm chiều ngày 13 tháng 3, ngày 17 tháng 3, thì à, cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã có một cái cuộc gặp gỡ với báo chí và cho biết về cái việc mà vận chuyển trái phép chất ma túy của cái đường hàng không. Trong đó thì có bốn người phụ nữ là nhân viên của Vietnam Airlines. Cho biết ngày 16 tháng 3 đó thì cái chuyến bay VN10 của Vietnam Airlines khai thác từ Pháp về Việt Nam, thì khi tiến hành sôi chiếu và bằng các biện pháp nghiệp vụ, trên mạng xã hội thì cũng lan truyền những cái bạn những cái đoạn video clip cho thấy rằng mấy cái người phụ nữ này đã đưa các cái vali sách tay các cái vali mà của mình á thì lên một cái băng truyền để mà qua cái máy soi thì sau đó người ta phát hiện là nó có những cái điểm vàng ở trong cái cái máy soi đó và người ta biết đó là cái chất tình nghi là ma túy là có vấn đề cho nên các cái gọi là lực lượng mà hải quan đó bằng các cái biện pháp nghiệp vụ thì người ta tiến hành thực hiện các cái thủ tục. Thì cái đội thủ tục hành lý nhập khẩu đó đã phát hiện nghi vấn của bốn cái tiếp viên này và cho rằng là bốn tiếp viên này đang tình nghi là mang cái chất cấm. Thì sau đó thì người ta tiến hành kiểm tra các cái vali và phát hiện ra có những cái tiếp mà gọi là các cái chất, các cái gì, không phải là các cái kem đánh răng đó, kem đánh răng thì um, chúng ta thấy là đây là đa phần hình như là hiệu hiệu signal với một cái nữa là con gas, nhưng mà không hiểu là ở trong thị trường Việt Nam có những cái loại kem đánh răng này hay không và những cái tiếp này đó, thì um, trong đó đó người ta kiểm tra và tổng cộng thì thu được hơn 11 kg gọi là coi như là các chất ma túy nói thẳng luôn đó là cái chất ma túy chúng ta thấy là trong các cái tiếp đánh răng này đó họ cắt ra và họ đổ ra thì có những cái viên gọi là màu xám viên màu xám thì trong đó có là 8.400 gam tức là sao 8 ký tư đó cám 8 ký tư những cái viên này và tám g chất bột màu trắng Tức là có cái chất bột màu trắng nữa, chất bột màu trắng thì giống như là heroin vậy đó. Thì um, ở tại nơi đây đó, người ta thấy rằng um, những cái chất màu trắng hay là những cái chất mà, mà viên màu xám này đó, nó được cắt ra từ ở trong các cái kem đánh răng như thế này. Các cái hũ kem đánh răng như vậy, nó được ngụy trang trong đó. Và um, các cái tiếp đánh răng khi mà cắt ra, người ta đổ ra là những cái chất đó và tiến hành thử nhanh bằng gọi là cái vali thuốc thử ở tại chỗ đó thì cái kết quả cho biết là trong hành lý của bốn tiếp viên này có thuốc lắc đó là những cái viên thuốc lắc và nó có luôn cái chất gọi là metafetamin đây là một trong những cái chất rất là độc hại có thể nói rằng nó là một cái chất ma túy mà ma túy cũng là cái điều rất là cao nữa thì ông nguyễn nghiệp vụ làm chi cục hải quan cửa khẩu sân bay sân thân nhất đó thì tiến hành trưng cầu giám định tan vật nghi vấn là ma túy và đã thu giữ um, trong cái vụ việc này tất cả những cái vụ việc này khám người ta thử tại chỗ thì người ta cho kết quả như vậy tuy nhiên thì phải có một cái sự việc mà trưng cầu giám định toàn bộ bởi vì cái vụ án này đó vụ án mà ma túy thì um, cái định lượng đó, hay là đúng hơn là tính chất của um, cái vụ án cũng như là để đưa ra cái mức hình phạt thì phải dựa trên cái định lượng, cái hàm lượng của cái chất ma túy và cái số lượng cũng như là trọng lượng của chất ma túy nó sẽ là định định hình, định ra cái hình phạt. Nó rất là nặng. Và chúng ta thấy rằng cái chi cục hải quan cửa khẩu sân bay Tân Nhất đó thì có cái công văn đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra gọi là BC04 Công an thành phố Hồ Chí Minh gọi là tiếp nhận để mà điều tra xử lý theo thẩm quyền nghĩa là bây giờ người ta cần phải khởi tố của vụ án thì uh, chi cục hải quan cửa khẩu nhân nhất thì phối hợp với cái đội kiểm tra ma túy thì đây là những cái viên màu xám chúng ta thấy là đây là những cái chất ma túy và ngay cả cái đội gọi là kiểm soát chốc, um, chống buôn lậu ma túy khu vực miền nam nữa và cục điều tra chống um, buôn lậu tổng cục hải quan gọi phòng 7 cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nữa trong đây có một sự phối hợp rất là chặt chẽ giữa nhiều cái cơ quan nhiều cái bộ phận chuyên ngành liên quan đến vấn đề mà ma túy và theo cơ quan chức năng thì ngành hải quan trước đây cũng có từng phát hiện những cái vi phạm của các tiếp viên hàng không à, mang về các hành lý sách tay nhưng mà đây là lần đầu tiên phát hiện mang về chất cấm và đó là cái chất ma túy và cái số lượng rất là lớn và qua cái việc phá án lần này thì có thể nói rằng à, cơ quan chức năng đó người ta đã làm rất là chặt chẽ và cho biết là cái vụ việc này thì hiện giờ đó thì người ta đặt ra vấn đề là cái mức án của các cái người này ra làm sao và người ta đặt cái câu hỏi là tại sao những cái nữ nhân viên này thì trẻ và có cái công việc rất là ổn định những cái công việc là tiếp viên hàng không không phải ai muốn vào cũng được và phải thi tuyển rất là khó khăn có khi phải có ngoại hình rồi phải có những cái sự nhã nhặn khéo léo có nhiều cái kỹ năng được đào tạo khá là chuẩn mực rồi cái công ăn việc làm dĩ nhiên là đòi hỏi nó nó khó khăn thì cái thu nhập nó cũng ổn định thu nhập cũng là niềm mơ ước của rất là nhiều các lao động khi mà giữ được cái chức cái công việc như vậy thì người ta cố gắng người ta giữ và người ta làm việc trong khi đó thì những người này họ lại đi lợi dụng hoặc là họ đi mà muốn làm một cái việc gọi là sai phạm như thế thì theo thông tin ban đầu cho biết rằng những cái bốn um, cái cô này thì khai rằng là um, vận chuyển hộ hàng hóa cho một cái người những cái người nào họ gửi đó, nhưng mà cũng không có khai được là ai gửi và nhận được cái thù lao là chỉ có 10 triệu đồng tiền Việt Nam nhưng mà 10 triệu đồng thì um, khi mà nói như vậy thì rất là nhiều người họ cho rằng không có không thể tin được bởi vì um, nếu mà vận chuyển um, mà cái kem đánh răng đó thì kem đánh trăng không phải là mặt hàng mà có giá trị cao để mà sinh lợi cao ở trong việt nam mà ngay cả trong thị trường việt nam cũng có kem đánh răng ngay cả cái hiệu con gas thì chúng ta thấy rất là không thông dụng ở trong việt nam và tại sao phải phải nhờ các tiếp viên mang về như thế này và các tiếp viên thì họ khai rằng là họ có kiểm tra một hai các tiếp đầu và cho rằng có cái chất có cái kem cái bột giống như là có cái kem đánh răng trong đó nhưng mà thật ra thì sau khi mà họ kiểm tra và họ cắt tại chỗ đó thì gần như không có một cái hũ kem nào ở trong đó cả mà toàn bộ là những cái chất ma túy những cái viên ma túy và những cái bột trắng ở trong đó thì chính vì cái điều này đó bây giờ thì um, chúng ta thấy rằng ở trong việt nam đối với cái tội hình sự thì trong đó có tội về vận chuyển ma túy tội tổ chức sử dụng ma túy tội buôn bán ma túy và là ngay cả tàn trữ um, ma túy nợ thí dụ như vậy thì um, đối với các cái tội liên quan ma túy thì rất là nặng nhất là tội mua bán là cái tội vô cùng nặng và cái tội mà vận chuyển cũng vô cùng nặng. Các cái tội như vậy thì có cái mức cao nhất của cái khung hình phạt của cái tội phạm là lên tới cái mức tử hình. Thì um, đối với tội mà vận chuyển hàm mà ma túy đó có nhiều cái vụ án thì cũng um, dở khóc dở cười lắm. Có những cái người thì họ khai rằng là nhờ chuyển hộ, thí dụ như những người mà họ đi um, trên chuyến bay thì họ nhờ là à, cô ơi, bà ơi, ông ơi giữ dùm cháu um, cái túi sách này và một lát sách dùm cháu cái, cái túi sách kia hay là họ đưa một cái con gấu nhồi bông hay là một cái con búp bê gì đó hoặc là họ gửi một cái cái món quà gì nhỏ thôi nó cầm hộ cháu lên máy bay chẳng hạn một lát cháu lấy giờ cháu không có tay để mà sách ví dụ như vậy thì tất cả những cái điều mà họ gửi đó hoặc là người bạn thân nhân hoặc là những người quen ở ở nước ngoài thì gửi một cái món quà rồi gói lại và gửi cho cái người đó nhờ mang về rồi hộ cho gia đình chẳng hạn thì um, tất cả những cái điều đó đó chúng ta thấy rằng đã được khuyến cáo rất là nhiều rồi đã được nhắc nhở rất là nhiều rồi và ai cũng biết rằng khi mà mình nhận á, bất cứ là quen hay không quen thí dụ như chúng tôi mà đi ở từ mỹ về cũng vậy hoặc là từ việt nam mà đi sang hoa kỳ cũng vậy khi mà có những người mà họ gửi thì mình phải mở ra xem hết tất cả những cái muốn gửi là cái gì và mình cũng không thể chấp nhận rằng người ta gửi và người ta đóng kính bít rồi à, xong, xong rồi tôi có cái đó là chỉ có khu mực ở trong đó thôi hoặc là trong đó chỉ có tôm khô thôi hoặc là bên ngoài gửi về thì ơi à, cái đó thì chỉ có cái mái cạo râu chẳng hạn thì không có vấn đề gì đâu khỏi mở thì à, chúng ta không nên làm như vậy chúng ta phải yêu cầu mở ra cho chúng ta xem cái đó là cái gì chứ à, mình phải thật sự là đảm bảo thật sự là an tâm chứ còn mà không an tâm đó khi mà họ nhét ma túy ở trong đó hoặc làm Ờ, nhét vũ khí nhét cái chất cấm trong đó thì xuống sân bay người đối với cơ quan pháp luật người ta không thể nào đó người ta nói rằng không phải của mình bởi vì cái hành lý đó tên mình và cái hành lý đó là do mình ký gửi và mình đóng coi như đóng kiện đóng đai lại và dĩ nhiên là mình đã gửi vào thì mình phải chịu trách nhiệm người ta không thể chứng minh được có cái người khác và cái nhiệm vụ mà chứng minh cái người khác nữa là phải chúng ta và chúng ta khi mà đi về tới một cái nơi như là ở Việt Nam lấy gì để mà chứng minh. Thì um, trong thực tế cũng có thể có những người tình ngay lý gian hoặc là họ là tình gian lý ngay. Thì nói chung là cái những cái việc như vậy đó nó vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên là nó xảy ra cho những người ít hiểu biết, có những người không hiểu pháp luật, có những người không được đào tạo cơ bản. Trong khi đó thì đối với các cái nữ tiếp viên thế này bốn người nữ tiếp viên đó thì chúng ta thấy rằng được đào tạo rất là bài bản. Và những cái cô tiếp viên như thế này thì đi vào những cái chuyến bay xa nữa từ Việt Nam sang Pháp rồi bay từ Pháp về Việt Nam thì dĩ nhiên rằng là những người này phải có các thâm niên rồi, cũng đã từng bay những cái chuyến bay dài như vậy rồi và hiểu được cái cách để mà thông quan như thế nào. Và người ta cũng đào tạo rất là kỹ là trong các cái hành lý gọi là được miễn được ưu tiên đó của các cái um, phi hành đoàn đó thì đa phần là người ta phải có cái trách nhiệm thì dĩ nhiên cái điều này là bây giờ mà các cái cô này mà lên cứ cải chài cải cối cứ nói rằng là đây không phải là cái vụ việc mà không phải là tài sản của họ mà nhận hộ đó thì đó là một cái cách để mà người ta lý giải thôi tuy nhiên là không ai tin cả không ai tin về cái vụ việc này thì theo cục hải quan của thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là từ đầu năm 2023 đến nay thì trên cái địa bàn cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện là 44 các cái vụ vi phạm về lĩnh vực hải quan trong đó thì người ta bắt giữ vi phạm về ma túy là 8 vụ cái khối lượng tan vật là gần 15 kg ma túy mà ma túy là trong đây là các loại nha ma túy thì có rất là nhiều loại không chỉ là một loại thì đối với các cái tội ma túy thì chúng ta đã thấy rồi. Thì căn cứ tại điều 250 của Bộ luật Cam, hình sự của Việt Nam. Thì cái tội ma túy nó gồm có 5 cái khoản và cái khoản nặng nhất là cái khoản số 4. Thì đối với tội điều 250 gọi là tội vận chuyển trái phép ma túy. Thì chúng ta không biết là có vận chuyển hợp pháp hay không. Ma túy chắc có lẽ là những chuyển hợp pháp là dành cho những cái cơ quan dược phẩm hay những cái cơ quan mà nghiên cứu hay là các cái cơ quan của nhà nước cần thiết để mà nhập về để mà thực hiện các cái vấn đề gì đó thì có thể là đó là cái việc mà gọi là hợp pháp cho nên là luật hình sự vẫn có quy định là vận chuyển trái phép trái phép thì tất cả những người dân là không có được phép rồi ngay cả cái việc mà sử dụng chất ma túy cũng là một điều cấm thì cái điều 250 nói rằng là người nào vận chuyển trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích sản xuất mua bán tàn trữ trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Đó là cái mức độ mà nhỏ. Còn đối với những cái vụ án như thế này đó thì là một cái vụ mà có cái số lượng người ta tính rằng có thể là lên tới 12 hơn 11 kg. Thì cái khoảng 4 đó nói rằng là phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 20 năm tù trung thân hoặc là tử hình. Cái khởi điểm của cái khoảng 4 này đã là tù 20 năm rồi. Ai mà nhẹ nhất là cũng phải tù 20 năm. Và trong đó thì điểm A nói rằng là nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc là cao, coca có cái khối lượng là 5 kg trở lên. Đó chúng ta nghe rất là rõ nha. Và cái điểm B đó gọi là heroin, cocaine, rồi methamphetamine mê am um, mê pham mà phetamin đó là cái chất mà vừa qua thì bắt bốn cái cô này người ta phát hiện rằng trong đây có cái chất đó tức nghĩa rằng đối với um, cái khoảng khoảng b này thì nó nói là cocaine rồi heroin methamphetamine rồi um, amphetamin hay là ngay cả mdma hoặc là xlr 11 và những cái chất đó đó là những cái chất thuốc phiện rất là nặng, người ta tính cũng là cùng chung với heroin với cocaine là cái chất bột màu trắng đó. Thì um, tại đây người ta cũng cũng um, bắt được là có đến là hơn 3 kg về cái chất bột màu trắng và nếu mà cái chất bột màu trắng đó mà người ta kiểm ra nó cũng là heroin hay là cocaine thì chắc chắn cái hình phạt nó còn nặng hơn nữa nghĩa rằng đối với các, các chất như là heroin, cocaine hay là methamphetamine, rồi à, amfetamin hay là ngay cả MDMA hoặc là xla 11 thì đối với những cái loại này chỉ cần có cái khối lượng đó từ 100 g trở lên thôi. Các chúng ta nên nhớ là từ 100 g thôi nha. 100 g là sao 1/10 của 1 kg đó. Thì à, thì là vô cái khung là lên tới cái án tử hình rồi Tức nghĩa là tới trung thân Tử hình 20 năm um, Cho nên là có nhiều người chỉ cần mang 200g thôi Thì cũng có thể nhận cái án trung thân Thậm chí là nhận cái án tử hình luôn Đó là cái điều rất là rõ ràng Và những cái nơi mà họ xử phạt rất là nặng như vậy đó Không chỉ là ở Việt Nam không Mà ngay cả bên Singapore cũng vậy Ngay cả bên Mã Lai cũng vậy Cho nên người ta xử để mà Tảo trừ luôn đấy mà trừ triệt để luôn những cái đám mà nó gọi là vuông mà về cái chất ma túy như thế này. Chất ma túy thì rất là hại người. Chúng ta thấy là những cái người mà nó khi mà những cái chất này mà mười mấy kg này nó đi vào cái thị trường của Việt Nam đó. Mà nó đi vào cái lớp trẻ này như thế nào. Những cái viên thuốc lắc như vậy nó làm cho bại hoại cái um, trí não của bao nhiêu các thành phần trẻ rồi nó làm cho mất đi các cái sức lao động, sức chiến đấu và nó làm cho là hư người đó là cái điều mà nó rất là kinh khủng và cái chất ma túy thì nó tràn vào việt nam bằng nhiều cái ngõ ngách khác nhau và lại được tiếp tay bởi những cái nhân viên những cái người mà gọi là công dân cũng được đào tạo rất là đàng hoàng rất là bài bản được xã hội ưu đãi cho những cái vị trí làm việc rất là tốt nhưng mà không biết hưởng mà lại tham lam vô độ và đã phải biến mình thành là cái kẻ tiếp tay và trở thành một cái mắt xích trong cái đường dây buôn lậu một cái đường dây mà buôn bán các cái chất mà gọi là tội phạm. Một cái đường dây tội phạm xuyên quốc gia, một cái đường dây mà của cái bọn mafia quốc tế về các cái chất ma túy. Đây mới là cái điều rất là kinh khủng. Thì đối với cái khoảng bốn này chúng ta thấy rằng đó chỉ cần có 100g thôi. Trong cái đó thì những cái chất khác đó Thí dụ như lá cây coca hay là lá khác nè Rồi các cái lá rễ thân cây hoa quả Các cái chất cần sa hoặc là bộ phận khác của các chất ma túy Thì người ta cần phải có cái khối lượng lớn hơn Có thể lên tới 75 kg Nhưng mà đối với các cái chất tinh chất á Thì họ chỉ cần có bao nhiêu đó là vô cái khung này rồi Thí dụ như nói là cái quả thuốc phiện khô chẳng hạn thì phải chở hay là mình phải vận chuyển á, những cái số lượng nó lên tới 600 kg đó. Hoặc là cả 7 800 g hoặc là gần cả tấn đó. Thì cái đó mới vô cái khung này. Tức nghĩa là trong những cái quả, cái trái đó thì cái hàm lượng của nó nó ít hơn. Còn những cái bột màu trắng như hiện giờ đó, hay là ngay cả cái cái viên đi, viên thuốc lắc có khi nó đã cô động rồi. Nó đã tinh chất rồi đó, thì như vậy chỉ cần 100 g thôi là là có thể là dự cột rồi đó. Bây giờ thì Việt Nam không có dự cột, không có bắn nữa. Nhưng mà phải lên coi như là cái giường để mà nằm, để mà chích thuốc, để mà phải chịu cái mức án tử hình. Và đối với tội phạm ma túy thì người ta khuyến khích, hay nói đúng hơn là cả một cái thế giới, nhất là cái khu vực Đông Nam Á, thì người ta gần như có một cái luật bất hành văn là phải xử lý nặng, xử lý cực nặng bởi vì nó liên quan đến gần đến cái vùng tâm giác vàng rồi một cái nơi trung chuyển của cái cái tội phạm ma túy quốc tế thì chính vì cái điều này cho nên là khi mà hải quan ngâm của thành phố hồ chí minh thì cũng cho biết là ông ngâm nguyễn hữu hiệp đó của cục hải quan thành phố hồ chí minh nói rằng làm qua cái vụ phá án lần này thì chúng tôi cũng muốn cảnh tỉnh đến các đối tượng đừng vì lợi nhuận đừng vì cái lòng tham mà vận chuyển ngâm chất cấm cơ quan hải quan tạo thuận lợi cho người dân nhưng chúng tôi vẫn có những cái biện pháp đi kèm tiến hành kiểm tra tăng cường phòng chống ma túy đó là cái điều rất là rõ ràng nghĩa rằng chúng ta đi máy bay thì chúng ta cảm thấy rằng những cái phi trường người ta cũng tạo cái điều kiện cho chúng ta nhiều khi xách cái máy soi đi qua người ta cũng chào hỏi người ta cũng vui vẻ người ta cũng um, rất là dễ dàng có khi nói lơ 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 để mà mình đẩy cái máy cái cái um, cái vali sang một cái rồi qua bên cái đầu bên kia thì mình xách xuống thì không có vấn đề gì Đó là đối với những cái loại vali không có những cái chất cấm Tuy nhiên khi mà có cái chất cấm đó Thì mình đi ngang cái máy thì những cái máy móc bây giờ nó rất là hiện đại Ở Việt Nam cũng vậy Và người ta đã có những cái sự kiểm soát với nhau Chỉ cần nó hiện lên các cái chất ma túy nó có cái màu Nhiều khi nó cũng đã khác rồi Rồi nó có nhiều cái dấu hiệu khác Mà cơ quan chức năng người ta chỉ cần mở ra Và người ta kiểm tra người ta biết ngay và ngay cả cái việc mà buôn bán ma túy có khi người ta cũng phối hợp với quốc tế nữa. Có khi những cái người này đó, người ta đã biết trước khi mà đang ở bên Pháp rồi. Khi mà bước vào cái thị trường, bước vào cái phi trường của Pháp đó, vận chuyển qua đó là người nào người nào thì có khi người ta biết rồi nữa. Chứ không phải là đơn giản. Thì chúng ta thấy rằng mấy ngày vừa rồi có những cái cái thông tin hay nó đúng hơn là có nhiều cái thuyết âm mưu được đặt ra. Nói rằng là tại sao nước Pháp mà cái an ninh dở như vậy để cho những người này đi qua sách ra khỏi mã như vậy. thì um, chúng ta thấy là những cái người mà những cái nước á, mà mà như pháp chẳng hạn thì có khi vì cái cách quản lý của họ hoặc là người ta có um, ưu đãi cho những cái nhân viên hoặc là đối với những cái người mà đi ra khỏi nước thì dĩ nhiên người ta cũng dễ hơn là đối với những người mà mang hàng hóa vào trong nước và đối với việt nam thì khi đi vào mà mang cái chất ma túy thì chắc chắn rằng các đối tượng đều phải bị rà soát hết và lần này thì mang ra một cái chất mà rất là cao thì um, ngày hôm qua đến hôm nay thì có những cái thông tin nói rằng là bốn cái nhân viên của cái hàng không việt nam trong đó có một cái người họ võ thì họ nghi họ nói rằng um, họ đưa ra những cái thông tin đó họ thiêu giờ rằng có phải là con cháu của một cái ông nào đó ở triều đình của việt nam cũng họ võ thì um, họ đưa ra cái như vậy để mà họ gài hàng họ muốn um, cho cái cộng đồng mạng nhất là những người trong việt nam đó họ cứ lao theo và tung những cái tin như vậy thì cái đám mà gọi là chống cộng cuội cái đám mà hay là gọi là dân chủ cuội đó hay cái đám mà gọi là quậy phát trên mạng xã hội thường thì nó hay tung những cái tin như vậy đó đó là con của ông này nó là cháu của ông kia nó là à, hậu vệ của bà nọ nó làm lung tung nó như vậy và rõ ràng là họ là những người nước ngoài họ là những cái youtuber, những cái đám mà chống cộng cụi ở hải ngoại Hoặc là sử dụng anh hùng bằng tiếng giấu mặt, giấu tên ở trên mạng xã hội Để rồi cuối cùng đó nhiều người không biết mà nghe theo Mà một khi mình nghe theo mà mình nói lại Thì chắc chắn mình phải là cái người bị vào cái điều 331 Cho nên là chúng ta phải rất là cẩn trọng liên quan đến cái vụ án này Cái vụ án này thì rõ ràng ngay từ thời điểm này đó thì người ta đang tiến hành để mà giám định các cái chất um, đó có phải là ma túy hay không và có phải ma túy rồi thì đó là chất ma túy gì bởi vì phân cái chất ra nó khác nhau cái rễ thì nó khác cái làn cành thì các cái bông thì nó khác và nhiều cái um, cái thành tố á, mà liên quan đến cái ma túy cái tên gọi nó là cái gì cái hàm lượng nó bao nhiêu và nó mới là cái điều để mà định hình định cái hình phạt và định luôn cái tội danh nữa chúng ta thấy đối với cái, cái tội này thì người ta phải làm rất là bài bản. cho nên thì có um, là trong vài ngày tới chúng ta sẽ chứng kiến để mà thấy rằng cái cái khởi tố hay là cái bắt giam, cái um, truy tố nó sẽ liên quan đến cái tội gì và người ta sẽ khởi tố hay là truy tố vào cái khung nào nữa. lúc đó chúng ta mới đưa ra được cái cái bản án hoặc là dự toán được, dự tính được cái mức án cao nhất cho những cái người này như thế nào. Nhưng mà trước mắt tới thời điểm này đó thì um, chúng tôi phán đoán rằng rất có thể là sẽ vào cái khoảng 4 bởi vì trong đó người ta thu thập được các chất màu trắng và người ta ban đầu kiểm tra tại chỗ thì cũng có một cái chất gọi là mê. Um, các chất mà liên quan đó, cái chất đó thì um, nó sẽ là một cái cái tội rất là nguy hiểm. Coi như là methamphetamine cái chất này là cái chất nằm trong cái khung rồi chỉ cần 110g là có, có thể nói là phải đi đi vào cái mức án 20 năm trung thân và tử hình chính vì vậy thì bốn cái người này có thể nói là lành ít rủi lành ít rồi lành ít mà giữ nhiều và coi như là công danh sự nghiệp các thứ là coi như là tiêu tan đổ xuống sông xuống biển hết và bây giờ nói gì thì nói cũng phải chịu trách nhiệm nếu như đó là những cái chất ma túy nếu như người ta khởi tố bởi vì nó nằm trong cái vali của những cái người này và chính là những người này cũng thừa nhận nó nằm họ đã nhận những cái hàng hóa đó mà mang từ bên pháp về nói là cái người gửi không gửi thì bây giờ không chứng minh được thì phải chịu trách nhiệm cho nên đó là một cái bài học vô cùng lớn một cái sự tranh cãi trong hai ngày vừa qua không chỉ là ở trên mạng xã hội không mà ngay cả những người Việt Nam ở hải ngoại họ cũng tranh cãi họ nói là gửi hộ gửi hộ thì cũng phải chịu thôi bây giờ là ai cũng thống nhất là cái việc mà gửi hộ là phải chịu rồi bởi vì đã có những sự khuyến cáo ngay cả người Mỹ người ta cũng khuyến cáo như vậy không nên nhận hộ hộ của ai hết vận chuyển mà liên quan đến ma túy là mình phải chịu trách nhiệm thì đó là một bài học mà cứ cứ thấy mà cứ bị thì rõ ràng là đối với các cái tiếp viên này đó thì không ai tin là họ ngây ngô cả không ai tin là họ không hiểu biết cả mà xuất phát điểm của họ là gì là tham lam là cái lòng tham vô đái và cái số tiền mà vận chuyển như vậy nó không chỉ dừng lại 10 triệu giống như họ nói đâu đây là cái điều mà cơ quan chức năng cơ quan điều tra người ta sẽ tiến hành người ta sẽ điều tra có khi cũng sẽ không phát hiện được có khi cũng sẽ không làm rõ được cái việc đó mà thật ra cũng chả cần làm rõ tới cái mức đó nữa ví dụ như làm làm rõ cũng không được người ta không khai ra hoặc là tới đó nó bích rồi họ cũng không biết là vận chuyển về Việt Nam để đưa cho ai thì cái đường dây này tới đâu và nếu như mà người ta có mở rộng được thì có thêm các cái bị cáo khác, còn không mở rộng từ tới đó nó đứt. Nó đứt thì bốn người này cũng phải chịu trách nhiệm, cũng phải là coi như là lãnh tù. Và nếu như toàn bộ mà 11 kg này là chất ma túy mà có cái hàm lượng cao đó thì án tử hình là gần như chắc chắn. Đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay và chúng ta sẽ chờ đợi trong ngâm thời gian tới khi mà người ta hoàn thành các cái cáo trạng chẳng hạn thì lúc đó chúng ta mới có phán đoán chính xác hơn thì hôm nay thì tạm dừng ở đây xin kính chào quý vị